bạn. Đâu cho mẹ xem coi. Nè quay lại cho các bạn xem. Ơi. Đây nè, một tí xíu nữa gì lắm này, bông ngon chơi gấp hình mấy trái cây đúng không? Đây là quả gì đó? Quả hay nào? Quả dứa, quả chuối, banana. Banana. Rồi giờ bọn mình tháo ra đi. Nếu như bọn mình làm khéo tay, gấp đẹp thì các bạn nhớ gì nè? Nhớ đăng ký hộ. Bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ bạn Mon nha. Thấy chưa? Bọn mình thấy chỗ gỡ chưa? Đây. Đúng rồi. Rồi, chút ra đây. Mình chút ra đây. Rồi gỡ cái mảnh ghép ra hết. Rồi giờ bạn ngoan bắt đầu ráp nha. Rồi mình kiếm tiếp rồi những nào nữa, những nào đây, này cái gì nè, kế nó luôn, kế qua bên dưới luôn, gì, đúng chưa? Đúng chưa nào? Ngồi đè cho sát xuống, rồi đây gì đây, rồi tiếp tục bên đây là quả thanh long đúng không? Má chạy kiếm. Bằng môn lật ngửa lên, môn đừng lật úp xuống, không biết đường kiếm đâu. Bạn mau hết. Ba ba. Không phải. Cái hành gì là mới nhảy. Đâu có thiếu mà nó đủ rồi. Dắt từ từ vô. Ra cho cái này ra. Mình giỏi quá ta. Mình ghép xong quả dứa rồi. Rồi tiếp tục. Xoay rồi. Kìa, nhảy á. Rồi này mình góp bên đây. Dạy. Nhẹ thôi, nó nghĩ đâu mà đúng rồi. Đây mới đúng rồi mọi người. Đúng rồi đó. Cái này bên đây.
vậy hoài vậy? Rồi cái góc này. Đây nè. Đúng chưa? Góc có đúng chưa? Đúng rồi. Hai cái nữa là xong. Xong chưa? Đây, bạn Mon đã hoàn thành. Đây, xong rồi các bạn. Bạn Mon vừa hoàn thành ghép 3 quả trái cây nha. Quả gì với quả gì bạn Mon? Quả dứa, quả hình long, quả chuối. Quả chuối, báo bàn, nhầm 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 nhầm. Cho mẹ chạy. Nhầm 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 nhầm. Quả chuối, quả thanh long với quả dứa đúng không? Đây là bạn Mon vừa ghép xong. Rồi bạn Mon nói gì với các bạn nào? Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye, xin mời các nhớ ký hộ Mon nha. Thả tim đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Mon nha.